Tại hội nghị quốc tế đoàn kết với Ukraine diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp, đại diện hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ ngay lập tức cho Ukraine hơn 1 tỷ euro để vượt qua những thách thức trong mùa đông lạnh giá trong bối cảnh tình hình chiến sự đang gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở Ukraine. Hội nghị quốc tế đoàn kết với Ukraine do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì với sự tham dự của đại diện 46 quốc gia và 24 tổ chức quốc tế. Theo đại diện các quốc gia, gói viện trợ sẽ bao gồm 415 triệu euro sử dụng cho phục hồi mạng lưới năng lượng, 25 triệu để sửa chữa cho hệ thống cấp nước sạch, 38 triệu cho lương thực và nhu yếu phẩm, 17 triệu dành cho hệ thống y tế, 22 triệu để sửa chữa hạ tầng giao thông. Một số nước châu Âu cũng đã công bố nhiều biện pháp mới để hỗ trợ Ukraine. Pháp cho biết sẽ viện trợ bổ sung 76,5 triệu euro. Đức sẽ chuyển giao 50 triệu euro cho Kiev trước tháng 4 năm 2023. Liên minh châu Âu sẽ cấp 30 triệu bóng đèn LED cho Ukraine với ngân sách do các nước thành viên đóng góp. Bên lề hội nghị, Pháp cũng đã ký ba thỏa thuận cung cấp vật tư cần thiết, bao gồm đường dây, thiết bị tái thiết cầu đường hạt giống với tổng trị giá khoảng 100 triệu euro, những hàng hóa này do doanh nghiệp Pháp hoặc Đức bảo đảm, thanh toán bằng các phương thức do Pháp thu xếp, không nằm trong những cam kết mà Paris đưa ra tại hội nghị.